Đây, của anh giới thiệu đến mọi người cái đúng cái chốt này này của cái đồng hồ tổng thống, cái dạng dạng mọi người hay gọi là dạng cụ tỏi, dạng cổ điển thiết kế theo kiểu hoàng gia đây. Thì nó rất là đẹp và độc đáo. Tuy nhiên là ở cái vịt này này thì ban đầu về thì nó chặt, nhưng mà sau cái quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta đeo ra đeo vào như thế này này thì nó sẽ bị tuột cái ren ra. Đấy. Thì với anh dặn mọi người đó là trong cái quá trình sử dụng á, thì đầu tiên thì chúng ta kiểm tra xem nó có lỏng không. Có lỏng, thực ra là vịt vằn thôi mọi người nhé. Còn nếu mà lỏng thì chúng ta lấy cái kia tuột là vịt chúng ta vằn là thì chắc. Đấy. Còn mà trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta lâu tay cũng để ý xem là nó có lỏng không. Đây, thực ra là nó là như thế này. Đây, một đầu cố định và một đầu vằn ren như thế này. Đấy. Đây, đầu này thì đầu này nó hàn cố định rồi. Đầu này đây này, chúng ta mất thì thường chúng ta mất một đầu như thế này thế này, nhưng mà khi mà chúng ta thay thì chúng ta phải mua cả bộ này. Cái nhà máy là chỉ cung cấp cả bộ này thôi, nhưng cả nhà máy cũng cung cấp chắc cái nụm này đấy. Thì vụ anh chuyển về và là giao lưu với mọi người cái này đấy. Mà tốt nhất là cách tốt nhất là chúng ta cẩn thận cái mà rơi thay tốn tiền mọi người nhá. Đây, chúng ta để cái nụm này, tại vì là cái này nó là chắc, nhưng mà khi mà chúng ta đây chúng ta đeo vào thì cái dây này nó sẽ cứng vào đây và nó xoắn vặn cái vịt ra. Thì mọi người có thể xem những giá chi tiết của cái khóa này ở phía dưới của clip này mọi người nhé.